Thưa quý vị, Samsung Galaxy Z4 là cái tên tiếp theo trong dòng Z mà Samsung cho ra mắt với nhiều tính năng nổi bật để cạnh tranh với các máy khác trong phân khúc smartphone giá rẻ. Ngày hôm nay thì hãy cùng Vũ Duy tìm hiểu về chiếc điện thoại này. Galaxy Z4 sở hữu thiết kế trông khá bổ bĩnh với mặt lưng và các góc cạnh bo cong mềm mại, đem lại cho bạn cảm giác nắm chắc chắn và êm tay. Tự tin thể hiện chất tôi với 3 sắc màu đen, vàng, tím cá tính. Hơi đáng tiếc một chút khi máy chỉ được làm từ chất liệu nhựa và đây được xem là một điểm bất lợi so với các đối thủ khác trong tầm giá. Chiếc Samsung Z4 này thì có màn hình là 5,5 inch với độ phân giải ở mức HD cho mức hiển thị khá. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là màu sắc cũng như hình ảnh khá là sống động và nịnh mắt bởi tấm nền Super AMOLED được Samsung trang bị cho mọi sản phẩm của hãng. Về phía mặt lưng của máy, cụm camera sau có độ phân giải là 13 megapixel kết hợp với đèn flash trợ sáng cho hình ảnh với độ chi tiết tốt, màu sắc tự nhiên và độ sáng cao ngay cả trong điều kiện chụp thiếu sáng. Ngoài cụm camera và đèn flash thì dưới đây còn có thêm hệ thống loa ngoài giúp bạn thoải mái chơi game mà không sợ âm thanh bị cản bởi các ngón tay. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ quay phim chuẩn Full HD cùng các tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp như HDR, Panorama. Còn về camera trước thì hơi khiêm tốn với độ phân giải là 5 megapixel, có tích hợp chế độ làm đẹp đáp ứng vừa đủ cho bạn trong việc chụp ảnh selfie cùng bạn bè. Ngoài ra, máy còn tích hợp thêm các tính năng hiện đại như chia cửa sổ màn hình chạy song song hai ứng dụng hay kết nối nhanh chóng với đồng hồ đeo tay để theo dõi sức khỏe. Thực hiện đa tác vụ như chơi game, nhắn tin hoặc lướt web mượt mà trên màn hình 5,5 inch HD từ Galaxy Z4. Với dung lượng pin là 3000 mAh thì chiếc Samsung Z4 này có thể đáp ứng mọi yêu cầu hàng ngày của bạn như là xem phim, nghe nhạc hay là lướt web trong vòng một ngày. Galaxy Z4 cho phép bạn thiết lập hai tài khoản nhắn tin, sử dụng cho mục đích khác nhau, dễ dàng cài đặt tài khoản thứ hai từ màn hình chính hoặc tại menu cài đặt. Với bộ nhớ lên đến 15GB dung lượng từ Samsung Cloud, bạn có thể lưu trữ mọi tài liệu, phim và hình ảnh yêu thích tại một nơi an toàn, dễ dàng truy cập. Bạn muốn quản lý sức khỏe của mình hay theo dõi hoạt động, thói quen dinh dưỡng cũng như giấc ngủ mọi lúc mọi nơi và một cách tiện lợi nhất? Đừng lo, đã có ứng dụng Samsung Health của Galaxy Z4. Tính năng thư mục bảo mật của Samsung tạo nên một khoảng không gian riêng tư được mã hóa để bạn lưu trữ các nội dung quan trọng, hình ảnh, tài liệu và tệp ghi dưới một lớp bảo vệ bổ sung mà chỉ có bạn mới có thể truy cập. Với tất cả những tính năng mà tôi vừa giới thiệu tới các bạn thì chiếc điện thoại này là một chiếc điện thoại khá là tốt. Quan trọng với mức giá của nó chỉ hơn 3 triệu đồng thôi. Chúng ta có thể dễ dàng sở hữu cho mình cũng như là người thân một chiếc smartphone như vậy. Và đừng quên là theo dõi kênh tư vấn sản phẩm của hệ thống điện máy MediaMart hoặc gọi cho chúng tôi với tổng đài là 1900 6788. Cách khác là truy cập vào website thegioidienmay.com để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.